Chào các bạn, sáng nay trận đấu đầu tiên tại bán kết Copa America giữa Brazil và Peru diễn ra lúc 6 giờ trên sân Olimpico Nilton Santos, Brazil. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn đến kết quả của trận đấu này nhé. Đội chủ nhà đã khá nhọc nhằn để vượt qua Peru với tỷ số 1-0. Đáng nói, hai tình huống ngã trong vòng cấm của Richarlison đều bị trọng tài từ chối. Nhưng chung cuộc, họ vẫn giữ được cách biệt mong manh ấy để tiến vào trận chung kết. Đối thủ của Brazil sẽ là người chiến thắng trong trận bán kết 2 giữa Argentina và Colombia vào 8 giờ sáng mai, ngày 7 tháng 7. Bên cạnh việc Euro sẽ trở lại vào rạng sáng mai, thì các câu lạc bộ cũng đang gấp rút chiêu mộ cho mình những cái tên chất lượng nhất. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức hấp dẫn nhé! Tương lai của chân sút tuyển Pháp đang rất được quan tâm khi đang bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng tại Paris Saint-Germain, nhưng vẫn chưa đặt bút ký mới. Mbappé được cho là đã nói với lãnh đạo PSG anh sẽ không gia hạn hợp đồng, nhưng đội bóng nhà giàu nước Pháp vẫn đang cố tìm cách để trói chân tài sản quý giá của họ. Real Madrid muốn có Mbappé từ lâu, nhưng tình hình tài chính hiện tại là trở ngại lớn cho gã khổng lồ Tây Ban Nha. Liverpool được đánh giá có cơ hội giành được Mbappé thông qua mối quan hệ tài trợ với hãng Nike, cũng có hợp đồng quảng cáo với tiền đạo Pháp. PSG dù muốn giữ Mbappé, nhưng chắc chắn sẽ không để rơi vào cảnh mất trắng vào hè sau. Khó khăn tài chính buộc Inter Milan phải bán Achraf Hakimi. Thương vụ với PSG mang lại cho đội bóng có biệt danh Nerazzurri số tiền lên đến 71 triệu euro. Ngày 5 tháng 6, Achraf Hakimi đã có mặt tại Paris để hoàn tất kiểm tra y tế và ký kết hợp đồng 3 năm với PSG. Nếu không có diễn biến bất ngờ, hậu vệ tài năng sẽ góp mặt trong đội hình của đội chủ sân công viên các hoàng tử kể từ mùa giải 2021-22. Ngoài trường hợp của Achraf Hakimi, PSG cũng được cho là chuẩn bị ký hợp đồng với Sergio Ramos ngay trong tháng 7 này. Ở tuổi 35, cựu đội trưởng lừng danh của Real Madrid dự kiến sẽ khoác áo đội bóng kinh đô ánh sáng Paris trong 2 năm, trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo cho trung vệ Thiago Silva đã cập bến Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Nguồn tin thân Barcelona Mundo Deportivo cho biết, Arsenal hiện là ưu tiên số 1 của thủ môn Neto, dù anh được một số câu lạc bộ khác như Everton và AS Roma tiếp cận. Thực tế, pháo thủ từng hỏi mua người gác đền dự bị của đội bóng xứ Catalan từ phiên chợ tháng 1 nhưng không thành công. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, Man United đã có những liên hệ với người đại diện của Eduardo Camavinga, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Rennes. Đội bóng Pháp buộc phải bán thần đồng này nếu không muốn mất trắng vào hè 2022 và sẵn sàng lắng nghe đề nghị rơi vào khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, PSG cũng đang theo rất sát tiền vệ tài năng này. Hồi tháng 2, Bayern Munich đã chính thức phá vỡ hợp đồng của Dayot Upamecano với RB Leipzig để đón trung vệ này khi phiên chợ hè mở cửa. Dù vậy, do giao kèo cũ của trung vệ người Pháp kết thúc vào ngày 15 tháng 7, nên Hùm Xám phải thuyết phục RB Leipzig cùng trả lương trong nửa tháng để có thể đón anh trước thời hạn. Marca đưa tin Samuel Umtiti đã từ chối chấm dứt hợp đồng sớm 2 năm và nhận một khoản tiền đền bù từ Barcelona. Trung vệ người Pháp có rất ít đóng góp cho Blaugrana bởi chấn thương và mùa trước chỉ có 13 lần ra sân tại La Liga. Bởi vậy, ban lãnh đạo đội bóng rất muốn đẩy anh đi để tiết kiệm một khoản lương không nhỏ. Nếu không có cầu thủ nào vượt lên, Cristiano Ronaldo sẽ giành danh hiệu vua phá lưới Euro 2020 dù có cùng thành tích ghi bàn với Patrick Schick. Theo luật, UEFA sẽ ưu tiên xét chỉ số kiến tạo để phân định giải vua phá lưới nếu có từ hai cầu thủ trở lên dẫn đầu danh sách ghi bàn. Trong cuộc chiến này, Cristiano Ronaldo sẽ giành chiến thắng bởi ngoài 5 bàn thắng ghi được, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có được một kiến tạo ở trận thua Đức 2-4. Từng đó là đủ để CR7 vượt qua Patrick Schick, người đã không có kiến tạo nào ở Euro 2020 ngoài 5 bàn thắng. Tuy vậy, vòng chung kết Euro 2020 vẫn còn lại 3 trận đấu nữa, vẫn còn khả năng sẽ có một ngôi sao khác vượt qua Ronaldo và Schick trong cuộc đua vua phá lưới. Trở lại với các tin tức trong nước, Viettel tối qua đã tiếp tục gây thất vọng tại AFC Champions League khi lại để thua Pantum. Với thất bại này, Viettel chính thức bị loại ở vòng bảng AFC Champions League 2021. Trong lần đầu tiên tham dự AFC Champions League, Viettel đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng kinh nghiệm là thứ mà đội bóng quân đội cần phải có thêm thời gian học hỏi.